xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn làm một cái vòng hoa để treo tường từ những cái hoa hồng mà mình đã hướng dẫn các bạn làm ở video trước đó. Đó thì bây giờ vòng hoa của mình làm được như thế này nè. Tinh tinh. Đây, để xa xa cho mọi người nhìn nha. Đó thì vòng hoa này mình có thể treo lên tường để trang trí cho ngôi nhà của mình thêm đẹp hơn nè. Bây giờ thì các bạn hãy cùng làm với mình nha. Rồi, để làm được một cái vòng hoa treo tường hình trái tim thì chúng ta cần phải có những cái hoa hồng như thế này nè. Thì đây chính là những cái hoa hồng mà hôm trước mình hướng dẫn các bạn làm từ cái khuôn này đó. Thì ở đây mình đã chuẩn bị là 10 hoa hồng nè. Rồi 10 chiếc lá nha. Và một cuộn dây len như thế này để xíu nữa mình trang trí cho cái vòng hoa này đó. Chiếc lá thì các bạn chú ý là chiếc lá hoa hồng nó sẽ có từng cái gai như thế này nè. Đó, hình hơi nhọn nha các bạn. Các bạn cắt một chiếc lá nhọn sau đó thì các bạn tỉa cái gai chiếc lá cho nó nha. Và để dễ dàng thực hiện thì các bạn nên xếp các cái hoa hồng thành hình trái tim trước đi. Đây nè, các bạn sẽ xếp nó, tưởng tượng nó thành một hình trái tim trước nha. Đó các bạn xếp trước, sau đó thì các bạn sẽ lấy kẽm nè. Dây kẽm mềm thôi nha, cho dễ uốn. Rồi, các bạn sẽ cuốn dây kẽm lại theo đúng cái khung trái tim mà các bạn đã xếp đó. Các bạn cứ bẻ dây kẽm uốn theo cái vòng trái tim các bạn xếp trước nè, sau đó các bạn quấn cái khúc cuối kẽm lại, cố định vào cái điểm cuối cùng này nè, cho nó chắc chắn cái khung nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình ghép cái hoa hồng vào trên cái khuôn này. Để dễ dàng dán cái hoa hồng vào khung sắt thì các bạn nên lấy một ít vải nỉ, các bạn viền khung sắt lại đi cho nó tạo độ dính giữa cái hoa và cái khung á. Đây các bạn cứ cắt từng đoạn ngắn ngắn thôi. Cắt ngắn ngắn như thế này thì sẽ dễ uốn theo khung sắt hơn các bạn. Đây mình dán xếp xong rồi này các bạn. Chờ nó khô một xíu nè. Đó, như vậy là mình đã dán xong cái phần điểm khung rồi đó. Để xíu nữa mình dán cái hoa hồng lên trên cái miếng vải nỉ thì nó sẽ dính chắc hơn đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ dán hoa hồng lên cái khung này nha. Các bạn dán thêm phía sau một ít keo nữa cho nó dính vào chắc này hơn nè. Xịt thêm nhiều nhiều vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái hoa phía trên cùng. Các bạn chọn ra những cái hoa nào mà các bạn thích đó. Các bạn sẽ phân hai bên nó đều đều nhau nha. Bởi vì hoa mình cái độ lớn nó cũng không có được đều nhau lắm. Các bạn nhớ nè, cái hoa ở phía trên á, ở lúc chính giữa thì các bạn dán xịt xuống dưới nha, để cho nó có cái độ cong, chứ nếu các bạn dán xịt lên thì cái của chúng ta nó sẽ ngăn ngăn như thế này này, rất là xấu. Rồi bây giờ mình dán những cái hoa tiếp theo vào nè.
ở chính giữa thì để tạo độ cong vào á, nhìn thấy lá nó cong 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 á, thì chính giữa đây các bạn dán một ít thôi nha. Rồi đó các bạn, như vậy là có một cái vòng hoa hình trái tim để treo lên tường trang trí rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm những cái dây hoa thầm thầm xuống như thế này cho đẹp nha. Đây mình đã chuẩn bị những cái cuộn len nè. Đây bây giờ mình sẽ lấy len mình làm những cái dây trang trí cho cái hoa nha. Các bạn cắt cho mình 3 đoạn như thế này đi. Khoảng một găng tay á nha các bạn. Rồi mình sẽ vẽ hình cái hoa này. Đây nha mọi người, em đã có 3 cái hoa rồi nè. Rồi sẽ dán vào đây nha. Rồi cắt những cái nhụy đắp lên cái hoa nha các bạn. Rồi mình sẽ làm cái phần dây cột phía trên nha. Bởi vì những ba cái dây này nó chịu lực treo rất là lớn nên có thể là nó sẽ bị tụt ra đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy một miếng vải nỉ mình dán lên, mình chèn nó lại cho nó chắc hơn nha.
dán đại thôi các bạn ơi. Không cần hình đẹp đẽ gì đâu, cứ dán đèn nó lên thôi là được rồi. Rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo ba cái dây này bằng nhau mình cột lại nha. Mình sẽ cột lại chỗ này nha các bạn. Ở trên này thì mình sẽ tạo một cái móc như thế này để mình treo á, để mình treo vào cái móc trên tường á. Mình sẽ cột guốc xuống phía dưới này nha các bạn. Các bạn chỉ cần lấy hai dây các bạn cột guốc vào thôi. Đó. Rồi cột kết lại với nhau nè. Và đây là sản phẩm của mình nè các bạn. Sau khi làm xong thì các bạn có thể treo lên trong phòng ngủ của mình á, để cho phòng ngủ nó thêm sinh động và nhiều màu sắc hơn nè. Thì trông nó cũng khá xinh xắn phải không? Rồi nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video tiếp theo của mình hơn nha. Rồi bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn nè.